Rồi, bye bye anh em nha. Tại vì mình hát rồi. Mình đi hát mình nịch dây lại không à. Không nịch dây là đánh thôi là cái full này nó gớt luôn. Tấm này nó láng anh em, láng nó chạy lắm. Cái này súp từ 208 con 125 đánh ra lực nó mạnh lắm. Nó mạnh mà bởi vì cái lo của mình nó chạy. Đánh là phải nịch dây lại. Đi show là lật lên hai bên là mình nịch dây lại hết. Rồi bye bye anh em nha. Tôi em đã theo hồn mình không.